Phóng trúng thưởng nha. Bây giờ ba của Hoàng Kim sẽ thử phóng 4 cái phi tiêu xem trúng được mấy quả bong bóng. Rồi ăn bóng để đợi nước cho con uống nè ba. Cái tai thỏ thì nó rất là dài, nhưng mà cái tai của cái bạn đó thì rất là ngắn. Mà bạn nó ăn gặm 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 giống như chuột vậy đó. Các bạn nhìn xem những cái phi tiêu này sẽ dùng để làm gì đây? Đây là trò chơi phóng phi tiêu giỏ bong bóng trúng thưởng nha. Bây giờ ba của Hoàng Kim sẽ thử phóng 4 cái phi tiêu xem trúng được mấy quả bong bóng. Rồi ăn bóng để đợi nước cho con uống nè ba. Ở đây người ta bán 4 cái phi tiêu là 20.000. Nếu làm giỏ một cái bong bóng thì sẽ được một chai nước. Từ 2 cái bong bóng trở lên thì chúng ta có thể đổi thành phần gấu bông nghe các bạn. Không biết ba mình sẽ làm giỏ được mấy cái nữa. Ba của Hoàng Kim đang tập trung cao độ nghe. Chưa anh chưa. Wow, được một trái rồi. Yeah, được hai trái rồi nghe. Cũng có hai chai nước mà thôi. Lấy nước đi. Cha của Hoàng Kim đã vài lần thử cái trò này rồi. Mỗi lần phóng 4 phi tiêu thì sẽ trúng được hai cái bong bóng nghe. Nếu cho các bạn 4 phi tiêu, các bạn có thể phóng giỏ mấy quả bong bóng. Các bạn hãy bình luận ở dưới cho mình biết với nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Em ơi, ở phần đó có đường hở kìa, mừng dạy coi đi. Các con ơi, ở trong cái chuồng này là có cả một gia đình thỏ luôn nha. Cặp bên gia đình thỏ láng giềng đó chính là gia đình nhím. Chưa nắng cho nên gia đình nhím núp ở trong nhà hết rồi, nên mình không có quay được cho các bạn xem nha. Ba mẹ con ngồi canh cả buổi để nhìn nhím mà các bạn nhím cũng không bò ra luôn. Mình để ý ở trong cái chuồng thỏ này có gia đình thỏ trắng nhìn rất là dễ thương luôn. Nhưng đồng thời cũng có những cái bạn nhỏ nhỏ, nhìn cũng không giống là bạn thỏ con lắm, mà nó giống con chuột hơn. Các bạn biết đây là con gì không? Các bạn có thể bình luận ở dưới cho mình biết với nghe. Tại vì cái tai thỏ thì nó rất là dài, nhưng mà cái tai của cái bạn đó thì rất là ngắn. Mà bạn nó ăn gặm 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 giống như chuột vậy đó. Mẹ ơi, mình có thể bắt thỏ chơi được không mẹ? Không được đâu con ơi. Tại vì bạn thỏ da rất là mỏng, nếu con không biết cách bồng, biết cách chăm sóc thì rất là dễ làm tổn thương những bạn thỏ này. Vì vậy mình không có nên bồng nó nghe.